Bánh gì đây em? Bánh gối, Bánh gối á? Bánh gối này là cho gối đầu à? anh thích gối đầu phải không? Anh thích gối đầu bằng nó hả? Nhân bằng cái gì đấy? Nhân có thịt, mộc nhĩ, miến, cà rốt, hành. Nhưng mà do chồng em không thích ăn mộc nhĩ, không thích ăn miến, không thích ăn cà rốt nên em cho nguyên thịt với hành. Kéo chỗ cái bàn đầu tiên vào cái bàn đấy đầu tiên cho ngăn kéo đấy, chìa khóa ở phòng khám. Chìa khóa ở phòng trực. Ui, ở cái chùm mà có nhiều chìa đen đen, nó có mỗi một chìa trắng mà anh.
ấy làm cái thịt đấy. Cái gì đó? Ôi làm hết rồi á? Làm rồi. Thì cho là rán. Anh muốn cái nào nữa của cái này em cho là rán. Em muốn nướng em ăn ngon hơn rán. Hấp, cho hấp nữa. Thế là làm được vừa muối vừa ra. Tí mình nấu cơm xong để đặt sao? Mai về nhà mình nấu khác. Mình chỉ nướng thử cái bé thôi, nếu nó có mùi riêng vào đấy. Anh nghĩ cái nướng ngon hơn. Cái này em sợ nó có mùi riêng. Nhưng có giấy bạc rồi mà. Có giấy bạc nó có. Thì nhà mình làm các thịt bầu là như nhau bầu nó có màu tím màu đỏ rồi. Mấy cây lá cái nước luôn luôn có nhiều màu nhiều màu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Non này lớn quá. Cho cái này đi. Lớn thế nào? Anh lấy cái gì cho em? Đây một tối lên này. Mang cho mà nữa. Nướng thôi. Bây giờ bật lửa mà nó không lên thì vui vật vã luôn. Yêu ơi, nó không cháy cho này. Wow.
làm hàng mồi như đúng rồi mà chả cháy. Có gì đó sai sai. Tắt rồi. Cái nó cái. Nó không làm cháy cho này. Ui. Ui. Là cái hàng mối như đúng rồi. Nó còn cháy thế nào? Đây Hàng vẫn còn nguyên kìa. hàng mồi thì không cháy. Nóng đấy. Cháy xem xem. Nó còn cháy hết cái chân nữa cơ mà. Thôi kệ nó. Thế ở đợi đợi một tí để ăn á. Chồng đừng đi qua cái đường hành lang kia nhé, có con rắn trong nó đang cứ chết đuổi ra. Chả biết nó đi đâu mà tôi nhìn thấy cái nó dài nó ở đây là rất là tránh cái chỗ đây ra. Ở đây một tí ăn bánh. Ăn lấy ăn em lấy cái đũa, lấy cái đũa rồi tí nữa ăn. Nhưng mà thấy nó cháy lâu lâu. Nó cháy đứt cái dây buộc ấy. Không? Có yếu gì đâu. Anh mượn một cái anh gảy gảy cái này. Đứt hết dây nịt rồi. Này sau một nó không đứt bộ mà cái dây thép cái bé nó vẫn đứt càng ngày nó lại sao đứt đi chứ. Có cần rửa không bố khỉ, cháy cả giấy bạc rồi còn đâu. Đấy sao giật cháy mất giấy bạc rồi. Ô bánh. Cháy mất giấy bạc rồi còn đâu. Thấy chín chưa? Đấy nhìn vàng vàng ngon phết đấy. Thế sau thì cuốn giấy bạc nhiều nhiều tầng, nhiều nhiều lớp à. Chín rồi đấy trời. Hai đứa nghịch nghịch. Chín chưa? Chín thì bỏ ra thôi. Không nói cháy mất. Gắp cải đấy ra. Thơm không? Trông chỉnh cam nó lại gần đây. Cho nó lui hẳn ra ngoài này. Cho nó lui hẳn ra ngoài này. Ồ. Nhìn ngon phết này.
ăn thử phát thơm không? Thơm thơm. Đây là thành quả. Được rất chưa? rất là ngon luôn, Được chưa? ngon hơn là rán. Cho ít nữa vào đây.